Hi, Helen xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn nha. Hôm nay Helen mua lương thì năm rồi Helen có chia sẻ lên cái kênh của mình rất là nhiều, thì cô chú anh chị cũng hỏi Helen mua ở đâu. Thì bữa nay tới cái mùa tháng 4, năm nay hơi trễ chút là có lương lại, nhưng cô chú anh chị thì bây giờ Helen sẽ khui cái thùng mình ra. Helen mua 3 chiếc bao nè. Thì có nhiều cô chú anh chị không biết ăn, có nhiều người cũng biết ăn. Đây cái thùng này rất là bự. Wow, con lươn đồng nha, chứ không phải lươn nuôi nha cô chú anh chị. Coi nè, ôi ôi, rất là ngon luôn, lươn rất là mạnh luôn nè, vàng tươi luôn, con lươn ngon quá trời ngon luôn. Wow, đây cái mình nó vàng trái luôn nè. Cái này là 30 phao nha. Thì cô chú anh chị nào muốn order thì Helen cho cái website, Facebook hoặc cái số điện thoại để cô chú anh chị order. Thì cái này mua về là mình phải mần sạch sẽ rồi đem để vô đông đá nha. Muốn ăn thì lấy ra mình nấu canh nha. Đây, quá trời con lươn, thấy nó ngon ghê luôn á. Cái này vừa ăn nè, con lươn này là không bự cũng được nè. Quá trời vàng luôn. Helen cũng sợ ăn lươn, nó không có ăn. Nhưng mà anh nông dân anh ăn nha. Vàng trái luôn nè cô chú anh chị ơi. Đâu cần gì Việt Nam để mình mua đâu. Trước khi mần lươn thì Helen có cái tro nè. Cái tro mà mình nướng thịt barbecue á thì mình giữ lại nha cô chú anh chị. Để mình làm lươn cho nó sạch. Mình vuột cái nhớt cho nó đi hết. Cái tro này coi vậy chứ hay lắm á, mần cá, mần lươn đồ á, mần cá trê đồ rất là sạch luôn. Đây thì bây giờ Helen sẽ mở cái lươn ra rồi mình sẽ làm cho nó sạch sẽ để vô làm món ăn nha cô chú anh chị. Helen cũng sợ lắm nhưng mà ông xã Helen thích thì làm. Thì Helen có quay cái lươn này rất là nhiều cô chú anh chị cũng sợ nữa. Thì có nhiều người ăn được, có nhiều người không. Cái này giống, nói chung là ăn cũng giống như thịt cá trê vậy á. Tại vì nó dài giống như con rắn thì mình sợ thôi. Chứ thật ra cái thịt của nó thì thịt như cá trê vậy đó. Nếu cô chú anh chị ăn cá trê được là ăn con lươn được. Rồi có nhiều cô chú vô comment rồi ghê quá. Nói thật ra Helen cũng sợ cái con này. Nhưng mà cái thịt đó giống như cá trê vậy thôi. Thì bên Mỹ có món đặc sản này là ngon lắm rồi. Thay vì mình mua ở bên Việt Nam á thì nó khó. Nhưng mà bên đây là có lươn, là lươn đồng nha, chứ không phải lươn nuôi nha cô chú anh chị. Đây thì bây giờ ông xã Helen sẽ làm sạch sẽ con lươn này để mình vô chế biến món ăn nấu lẩu lươn bắp chuối nha. Chiều nay làm lươn xong rồi quay quần, Helen nấu cho anh nông dân một cái lẩu lươn bắp chuối. Đây, đây là lươn kho sả. Còn đây là cái lẩu cù lao bắp chuối nha. Thì Helen mời tất cả cô chú anh chị cùng thưởng thức cái lẩu lươn với Helen nha. Thì Helen cũng không có ăn lươn nữa. Có nhiều cô chú cũng nói trời ơi nhìn lươn sợ quá. Thì Helen thấy ngon, nấu nêm nếm nhưng mà không có ăn lươn nha cô chú anh chị. Bây giờ đây anh nông dân sẽ mời tất cả cô chú anh chị thưởng thức nha. Bữa nay anh nông dân đen xì luôn rồi nè. Chào cô chú anh chị. Xã nấu xong rồi mời cô chú anh chị dùng với chồng mình nha. Đây, hấp dẫn chưa? Đặc sắc luôn. Wow, rất là ngon luôn nha cô chú anh chị. Cái này lá chanh số 8 nha cô chú. Đó, đây nè. Đây lá chanh số 8. Đây lương này. Lương năm nay hay định mua rất là mềm. Rất là ngon. Thì năm nay Helen mua lươn nó nhỏ hơn năm rồi. Năm rồi con lươn nó bự hơn, nó dai hơn. Năm nay cái lươn vừa ăn luôn nha cô chú anh chị. Đây rất là ngon luôn. Thì cũng có nhiều người nói trời ơi lươn sợ quá. Có nhiều người cũng nói ngon nữa. Đây thì Helen order bên Portland. Mời cô chú anh chị dùng nha. Ngon dữ lắm, ngon y gan bên Việt Nam. Mặn lươn này dai hơn lươn Việt Nam. Ngọt ngay mà thơm, rất là ngon.
nấu với bắp chuối quá ngon luôn. Coi nè, nó vàng như nghệ luôn á, quá trời ngon luôn. Rất là ngon của chú ơi. Coi nè, lương kho xả ớt nha. Ngon lắm rồi nè. Ngon lắm. Thơm, ngon, ngọt, dai. Cái này có một mình nè, phải có nhiều bạn hiền là vui lắm. Nếu mà có mồi ngon vậy không uống chung nửa thuốc là không được, uống nhỏ hè hai chung thôi cho tiêu. Nụ thơm quá không. Đây, mời cô chú. Vụ nó thơm. Ngon. Mình thấy ăn thèm mà không dám ăn. Ngon dữ lắm. Ngon dữ dằn. Không ăn lương mà niêm nước cũng quá như không. Hay là nấu trong đây nè nha cô chú anh chị và các bạn, có tắc nè, có chanh nè. Chanh là nấu canh chua là ngon nhất, nấu lẩu chua cũng là ngon nữa, tắc cũng nấu lẩu chua là ngon. Bởi vậy trong nhà mình phải trồng một cây tắc là ngon dữ lắm, mà tắc dễ trồng nữa. Nấu bằng trà trái tắc nha cô chú, rồi để lá chút vô, lá chút là chanh chua tám á. Đây. Nhìn con lương á. Có nhiều người ăn được, có nhiều người ăn không. Nghe anh nông dân húp rột rột luôn, cực luôn. Không có con gì bổ bằng con lươn đó. Tại vì cái con lươn nó mạnh lắm, mình cầm nó gồng á. Bởi mình ăn cái máu con lươn á là nhức mình rồi đó, nó hay lắm. Kho ngon quá. Đúng không? Nàng cơm như không có thấy thảy luôn. Kho nè. Rồi. Quá ngon. Hồi xưa ở Việt Nam hồi đó đi xới á, bà xã mới nói bà không ăn lương mà hút nước, rồi mình mới có câu chuyện. Đi xới trong đồng á, gọi vô mấy cây số á, rồi sáng 9-10 giờ đói rung hết trơn, mà lúc đó còn nhỏ, lúc đó còn khoảng mười mấy tuổi. Xong rồi cái thằng đó nó bưng cái vồ bắt cầu đó, mà mình đâu có ăn cái vồ đâu. Rồi giờ nó bưng cơm vô mà đói dung hết trơn, ở trong đồng giữa đồng 3-4 cây số mà. Cái mình chan nước mình cái vồ mình chan nước mình ăn cơm không à, với xài bầm á, còn mấy người kia thì ăn cái vồ. Xong ông kia ông gấp, ông nói sao mày ăn nước không, mày mấy gấp cái thảy vô mình thảy ra, mình chan nước mình ăn. Mấy ông cười quá, mấy ông nói mày ăn nước còn cha ăn cái nữa. Mấy ông nói vậy thôi mình ăn luôn. Từ đó ăn cái vồ luôn á. Mời con chú. Ngon. Thì đầu mùa nè có lương nè, năm nào tới tháng 3, tháng 4 mà năm nay trễ nha cô chú anh chị và các bạn, thì Helen order lương nay cách một tháng rồi mà em nói không có, cho nên tháng 4 này mới có. Năm nay có trễ hơn năm rồi, thì cô chú anh chị nào muốn order lương thì order ngay bây giờ. Thì dặn em trước thì em sẽ chừa lại. Thì Helen mua đợt này 30 phao. Nó vàng dữ lắm, nó vàng như nghệ vậy, rất là ngon luôn. Helen sẽ để cái số điện thoại. Cô chú anh chị nào muốn order thì gọi em nha. Helen sẽ cho cái website là Facebook á. Helen mua chứ Helen cũng không biết tên em đó là tên gì nữa. Nhưng mà cô chú anh chị gọi thì có người service. Rất là nhiều người Việt Nam. Năm nào cũng có bán hết, mà một năm một lần thôi nha. Thì mình mua về mình mần để trong đông đá, muốn ăn thì đem ra mần lại. Nhưng mà Helen cũng vuột cho rồi, sạch sẽ hết rồi. Đây, nhìn cái miếng bắp chuối rất là ngon luôn. Đây lương kho của Helen nè. Kho xả,
ông xã rất là nhiều, kho khô luôn. Lươn ăn ngon lắm cô chú ơi. Nó ngon như lươn Việt Nam nhưng mà nó dai hơn Việt Nam. Lươn này Việt Nam thì mềm giả hơn, còn này nó dai hơn nữa. Dai hơn vậy nó ngon hơn. Rất là ngon, nó dai nè. Nó dai dẻ không, nó không đứt luôn. Hay là nấu từ bỏ vô từ đầu tới cuối luôn, không có vớt ra. Ngon. Nước ở nước không, không vất vả. Đây là nấu bằng cái lò ẩu cù lao nha. Ngon. Đâu có cần về Việt Nam mà mình mua đâu. Ở đây là có lương, ý hệt như lương đồng vậy đó. Các chú á, các anh á muốn ăn thì gọi order. Ngon lắm, Hay Linh bảo đảm luôn. Ngon xuất sắc luôn á. Ngon, ngọt ngay, thơm cái này. Rất ngon. Quá trời ngon luôn. Nhưng mà ăn không về là cũng ngon rồi. Mấy cho la chành cho tám này ăn thơm. Công nhận tắt nấu lẩu chua ngon dữ lắm cô chú anh chị ơi. Chạy la chành vô ăn giải cảm. Ngon. Rất là ngon. Ngon lắm hả? Ngon á, ngọt ngay, ngon. Wow. Thơm mà ngọt. Nhớ order nha cô chú anh chị. Thì hãy lên sẽ để số điện thoại 207 999 2424. Thì cô chú anh chị mua 10 phao thì nó giá hơi cao, còn mua 20 phao thì giá hơi thấp. Nếu mà mình càng mua càng nhiều thì cái giá nó rất là hữu nghị. Thì cô chú anh chị gọi qua số điện thoại là 207 999 2424. Thì em tên gì hay là cô không biết nữa, nhưng mà gọi số điện thoại thì có như em trả lời cho tất cả cô chú anh chị muốn order lươn. Em bán đủ loại hải sản hết, không thiếu một loại gì hết á, rất là nhiều. Đây thì cuối video hay là chúc cho tất cả cô chú anh chị có một buổi tối vui vẻ nha. Đây anh nông dân bây giờ bye bye cô chú anh chị. Ăn hấp dẫn. Nhớ xem video, bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ Helen nha. Tất cả cô chú anh chị và các bạn, Helen cảm ơn rất là nhiều.